Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Sang và anh Kiệt đến quay cưa cây cóc. Cây cóc này bên dưới nó có hàng sầu riêng. Chủ nhà nhờ các anh cưa cây cóc bỏ để sầu riêng nó phát triển. Xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Sang sẽ cưa cây cóc này như thế nào nha. Mình nghe điện thoại nên quay anh Sang không kịp, ảnh leo lên tới cái đọt cốc rồi cả nhà. Chú này xin số điện thoại của anh Kiệt nè. Xin số điện thoại nữa có gì điện. Dạ. Số đọc số máy 0353 035 347 6361. Cũng còn cây nhiều lắm, mấy cây thầy chú anh mình chưa cưa để ăn trái nữa. Rồi. Ở đâu vậy? Để trên bên này. Rồi, cảm ơn chú. Cốc này rất là giòn. Dịnh nó lại cho nó hạn chế bậy, để máy nó bậy đó. Dạ chị Út bị mất cái thời gian để lấy cái thời gian tốt. Dạ thôi là đâu đó mà chị. Dạ đúng rồi, cho nó cái tàn nó bung ra. Tại cái cốc này, một phần cái cốc này nó treo với lại rễ của nó. Cho sự diễn tốt. Dạ. Những cái rễ cốc cả nhà thấy nó ăn đất rất là nhiều, sẽ ăn rễ sầu riêng nó sẽ không nó tươi, nó xanh tươi, nó sẽ xi những cây sầu riêng. À, bên dưới anh Kiệt sẽ cưa xả cho nó gọn lại.
Tiếp theo.